Kính thưa quý vị, khu vực Lower Manhattan chuẩn bị để cơn bão Sandy tấn công. Tính từ New York, cơn bão Sandy bắt đầu tấn công vùng biển miền Đông Hoa Kỳ vào sáng ngày hôm nay 29 tháng 10 năm 2012 với gió lốc và mưa nặng hạt đã làm ngưng hoãn hệ thống vận chuyển, đóng cửa các thương mại và đưa hàng ngàn người tìm nơi trú ẩn cao ráo hơn trước khi những gì tồi tệ hơn xảy ra. Khoảng 50 triệu người sinh sống từ bờ biển Trung Đại Tây Dương tới Gia Nã Đại trên tuyến đường cơn bão rộng 1.000 dặm mà các chuyên gia dự báo thời tiết nói có thể trở thành cơn bão to lớn nhất đổ bộ trên đất liền của Hoa Kỳ từ trước đến nay. Cơn bão dự kiến sẽ làm đổ cây cối, hủy hoại các tòa nhà và làm cúp điện cũng như tạo ra lũ lụt nặng. Tại khu vực Lower Manhattan, thị trường chứng khoán New York phải đóng cửa, bao cát được chắn cao trước cửa các tòa nhà cao ốc. Hầu hết các cửa hàng, nhà hàng và viện bảo tàng đều được đóng cửa và bảo vệ bởi các bao cát. Dịch vụ xe điện ngầm và xe bus ngưng hoạt động trong ngày 28 tháng 10 năm 2012. Lệnh di tản hàng loạt được phát hành cho những dân cư di trú tại khu vực thấp trũng. Chuyên gia dự báo thời tiết lo sợ rằng nước biển có thể dâng cao đến 11 feet. Nước biển tại một trong những khu vực được lệnh di tản đã lên tới bờ tường biển, nhưng người không di tản tại khu vực tỏ ra không lo lắng gì. Ông Chris, một khách du lịch từ Bỉ, nói rằng ông sẽ không bị ảnh hưởng gì trong lúc ông ở tại khách sạn, vì trong khách sạn có đồ ăn thức uống. Còn một dân cư khác, bà Mary thì nói rằng bà đã chuẩn bị sẵn để đón chào cơn bão. Ông David Mims, một dân cư không chịu di tản, cho biết rằng mặc dù ông có sự lo lắng, nhưng cuộc sống có sự rủi ro, cho nên ông sẽ thử thời vận và ở lại không di tản. Trung tâm của cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền trong tối ngày hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2012, tại Atlantic City, New Jersey.